Em mình chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu là Bình ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 20 tháng 2 năm 2021, em Bình giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe đô thị rất lạ và cũng rất là quen thuộc. Thì hôm nay là một cái buổi chiều em cũng khá là rảnh ở nhà các bác ạ, ở quê các bác ạ. Do vậy là em mới mua được một chiếc xe rất đẹp và nó rất là chất các bác nhá. Xin giới thiệu với các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Kia Morning. Nhưng đây là chiếc xe phiên bản nhập khẩu Hàn Quốc các bác nhá. Nó là xe bán tải van ạ, 2 chỗ ngồi. Thì thực ra là em muốn nói sâu xa hơn để cho các bác nào nếu như chưa biết thôi thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái dòng xe Kia Morning Van này. Kia Morning Van nó là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc. Nó được nhập khẩu vào Việt Nam từ cái những năm 2008 cho đến năm 2017 là bắt đầu dừng, không nhập mới và cũng không nhập cũ nữa. Với cái dòng xe van thì nó có hai thể loại xe, đó là xe nhập bãi và xe nhập mới các bác nhá. Nhập bãi là gì? Có nghĩa là nhập cũ ở bên Hàn Quốc về, sau đó mua tại Việt Nam là chúng ta đăng ký lại, hay còn gọi nó là đăng ký mới cũng được. Còn một loại nữa đó là nhập mới tinh 100% về Việt Nam, và chúng ta gọi là mua mới, đăng ký mới, và những chiếc xe mua bãi mọi người nhá. Với chiếc xe này của em thì nó là một chiếc xe mua mới, đăng ký mới lần đầu năm 2015. Chiếc xe này sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội các bác nhá, màu trắng. Thực ra thì nói giải thích hơn về cái dòng xe van này, các bác đừng có nghĩ nó cái xe nào có vành thì nó là bản đủ các bác nhá. Xe này nó rất là nhiều bản, nhưng mà nó có mấy bản cơ bản nhất thì nó là gọi là bản đủ và bản thiếu và bản trung đồ đi. Thì chiếc xe này 2015 này của em nó là một chiếc xe bản đủ nhất các bác nhá. Và hầu như là chiếc xe này còn nguyên bản, không độ thêm gì nhiều cả. Ngoài có dàn kính này, ghế da này, camera lùi, hết, không có gì nữa mọi người ạ. Bởi vì xe nếu như mà chủ nhân họ độ nhiều thì càng tốt, mà không độ thì cũng không sao cả. Rất là dành lành xe các bác nhá. Đối với cái dòng xe van này nó là dòng xe 1.0 số tự động, quá lành xe luôn. Thực ra thì em cũng đến làm nghề năm nay là 6 năm rồi, thì phải công nhận cái dòng xe van này nó là một cái dòng xe rất là giữ giá, rất là giữ giá các bác nhá. Các bác cho em xin phép nói nhiều hơn và nói sâu xa hơn trong cái clip ngày hôm nay, để nhân tiện nói thêm, nói nhiều cho các bác nào ở các bác nào gọi là chưa hiểu về cái dòng xe van này ấy, thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái dòng xe van này. Nó là một cái dòng xe nhập khẩu thì chúng ta không thể nào so sánh với một cái dòng xe lắp ráp trong nước được. Về giá bán, chiếc xe này hiện tại em Bình đang chào bán với giá là 250 triệu các bác nhá. 250 triệu thì em sẽ thay cho các bác một cái bộ ghế da này, bởi vì ghế da này thì cũng tâm sự luôn với các bác là nguyên bản nó chỉ là ghế nỉ thôi. Thì trước đây anh chủ nhân anh mua cái bộ ghế da này nhưng mà dính bị ghế da đều, họ làm không chuẩn nên là nó bị co lại hết, nó bị co trong quá trình sử dụng, nó bị hỏng lại hết rồi. Thì em sẽ tặng cho các bác một bộ ghế da và tặng cho các bác một cái bộ la răng đúc. Bộ la răng đúc thực ra thì cũng là la răng tàu thôi các bác ạ, còn xịn thì hết lãi rồi. Đấy là em tâm sự như vậy. Với cái dòng xe van này nó là trang bị động cơ 1.0 số tự động 4 cấp nên chúng ta đi rất là lành xe và rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Tiết kiệm nhiên liệu. Và điều đặc biệt em nhấn mạnh cho các bác là nếu như bác nào đang muốn mua cho mình một chiếc xe chất ấy, gọi là xe nó cứng xe và nó không có lỗi, nó không bị nhề xe, thì đây, đây các bác nhá, nó là một chiếc xe rất là hợp lý cho các bác luôn. Xin thưa với các bác là chiếc xe này em mua trong Tết để em đi Tết. Để em đi Tết thì do vậy em cũng chưa làm gì cả đâu các bác nhá. Đây xe nó có bị xước đây. Đó, nó bị xước một chút. Xước một chút các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng quanh xe. Đấy, em xin nhắc lại với các bác, đây là chiếc Kia Morning Van sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội, cá nhân các bác nhá. Màu trắng, 250 triệu các bác ạ. Nhưng mà nó đẹp lắm. Đẹp thật sự luôn, em nói đẹp là đẹp. Nếu như bác nào mà đã theo dõi em rồi thì biết được cái chất xe mà em Bình bán ra như thế nào. Đây em quay qua một vòng nội thất cho các bác xem nhá. Chúng ta nôm na chúng ta nhìn cái vô lăng thôi. Cái vô lăng hay là cái nội thất, tổng nội thất các bác nhìn qua này, ngắm qua để các bác hiểu về cái chất xe em bán ra này. Và chiếc xe này em giới thiệu cho các bác này, nó là một chiếc xe chất các bác nhá. Thực ra tiền nào của nó đấy các bác, cái dòng xe van thì không dám nói thách đâu.
dòng xe van này các bác không dám nói tách. Với 250 triệu thì em nói thật với các bác, không có con số tự động nào đi hay bằng con Kia Morning Van này. Nó đi cực lành xe. Và bốn quả vỏ, bốn quả lốp của cái xe này nó hiện tại đang là lốp Michelin các bác nhá. Và điều đặc biệt em chia sẻ thêm cho mọi người, chiếc xe này được trang bị tới 4 phanh đĩa và 4 ABS, và có 2 túi khí. Và điều đặc biệt hơn nữa là xe có cả hệ thống chống trơn trượt. Đây các bác nhá, hệ thống chống trơn trượt. Và ghế chúng ta có thể nâng hạ ghế bằng cơ, gọi là nâng lên hạ xuống đấy mọi người. Hộp số tự động thì rất là lành xe. Các bác nhìn cho em cái phần táp ly này. Đây là phần táp ly cửa phụ như mọi người nhìn thấy này. Tất cả các chi tiết trên xe nó còn rất là mới. Nó còn rất là mới. Xe cũ đời 2015 như thế này thì nó rất là tuyệt vời rồi các bác ạ. Đây các bác hãy nhìn tổng thể này. Đó, có cái phần ghế này thì nó hơi xấu. Thì em cũng chia sẻ luôn cho mọi người là ghế này là hơi xấu này. Bởi vì ngày xưa họ bọc không chuẩn. Đây các bác nhìn này. Bọc mà không có ghim gủng gì cả, nên là nó bị xô lại. À, về cái vấn đề bản lề, keo chỉ, cột kèo, xin phép các bác là em bỏ qua, em quay vào những cái chi tiết chính cho mọi người xem dễ hình dung hơn. Đây mọi người nhìn thấy nhá. Xe này sản xuất 2015 này. Đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, mà cái mã màu sơn của nó là cái mã UD này này. Là cái mã màu trắng các bác nhá. Các bác nhìn cái vòng khóa này. Nó sáng lên như này thì chúng ta hiểu được rằng là xe chất hay không chất. À, về cái phần trần xe mọi người được nhìn thấy này. Đó, trần xe đây. Trần nỉ nguyên bản các bác nhá. Hay hơn nữa là cái vô lăng các bác nhìn này. Xe chạy 8 vạn xịn. Em cam kết cho các bác không tời không tua. Không tời không tua. Xe này nguyên bản mua như nào thì hiện tại nó vẫn còn như vậy. Đây em quay qua phần máy cho các bác xem. Phần máy cho các bác xem. Thật sự là bác nào muốn mua xe van chất thì đây này các bác này. Em có con xe này được. Quá chất luôn các bác ạ. Đây là về phần động cơ. Thì cũng xin thưa với các bác là em chưa cho dọn máy nên là nó còn bẩn các bác nhá, còn bẩn và nó còn bị chưa đẹp mắt cho lắm. Nhưng cái quan trọng máy là phải zin. Đây các bác nhìn này, ốc mặt máy này, các bác này nhìn này, ốc cao su chân máy, tất cả mọi thứ trên xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đây là do vết chuột chạy các thứ nên là nó bẩn các bác nhá. Máy số zin cho các bác, máy số zin cam kết cho mọi người là 100%, nếu như sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi. À, chiếc xe này hiện tại đăng kiểm với phí đường bộ là còn đến tháng 11 năm 2021. Do vậy là chúng ta còn chạy dài dài. Tại sao em lại nói chiếc xe này nó là một chiếc xe chất? Sơn zin của nó còn đến 80%. Và các bác hãy nhìn này. Các bác hãy nhìn từng cái chi tiết trên xe này. Các bác hãy nhìn nó liên lạc, nó không bị nhồm nhề. Mà nó cũng không có cái gì gọi là cái vết tích của một chiếc xe nó nát hay là nó không đều xe. Đây, lốp Michelin này, 4 quả chúng ta còn chạy dài dài các bác ạ. Đây là phần táp ly cửa phụ. Quá mới. Em nói thêm về một chút về cái mục đích của cái dòng xe van này thì thực ra em xuất thân là từ một người bán xe van này ra nên là em cũng khá là am hiểu về nó có những cái phiên bản như thế nào. Thì phiên bản đủ thì chúng ta cứ nôm na các bác hiểu giúp em là 4 phanh đĩa, 4 ABS. Xe van là phải có gạt mưa sau, phải có đèn phanh trên cao và phải có hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống trơn trượt. Nhưng đấy là đối với những cái dòng xe là từ đời 2015 đổ lên các bác nhá. Còn từ đời 2014 đổ xuống bản đủ của nó chỉ có 2 phanh đĩa và 2 ABS thôi. Nói chung nôm na nó cũng rất là nhiều phiên bản. Thì chúng ta lựa chỗ nào chúng ta cảm thấy thích mua thì chúng ta mua thôi các bác nhá. Đó, xe được trang bị tới 2 túi khí đầy đủ, không thiếu cái gì cả các bác nhá. Các bác hãy nhìn em phần táp lô này. Táp lô này quá đẹp, để em mở cái cái cửa ra để cho các bác hình dung dễ hơn. Đằng sau thì là quay tay thôi. Đằng sau thì là quay tay thôi, bởi vì thực chất cái dòng xe van này nó là cái dòng xe nội địa Hàn Quốc. Họ sử dụng cho mục đích là đi chợ này, hay là công ty họ phát cho nhân viên đi thị trường, hay là đi gì đó. Thì còn về với Việt Nam thì cái xe này các bác ở trong ngành đi rất là nhiều các bác nhá. Hoặc là các anh nào mà gọi là có điều kiện, có xe to đẹp rồi thì muốn mua cho vợ một chiếc xe quanh quanh, số tự động mà lành xe, mà lại chở được hàng đằng sau thoải mái. Thì đây các bác này. Đây, cái đằng sau này, đây cái ghế này là ghế độ các bác nhá. Chúng ta vẫn đi vô tư, không vấn đề gì cả. Các bác XXX thì bây giờ thì các bác ấy cũng đi xe này nhiều thôi.
nên là chúng ta cũng đừng có lo ngại lắm về cái vấn đề công an mọi người nhá. Đó, camera lùi là được gắn ở trên gương này. Nhưng các bác hãy nhìn cho em cái vô lăng này. Đây là vô lăng nguyên bản theo xe các bác nhá. Xe chạy 8 vạn xịn, em cam kết cho các bác luôn. Thực ra cái lời nói cam kết nó không chỉ bằng lời nói đâu các bác, phải bằng văn bản giấy tờ. Nên các bác chúng ta cứ yên tâm. Đối với riêng với cá nhân em bán xe ra. Đấy các bác nhìn này. Đó. Vô lăng này, hay là cái ổ chìa khóa chúng ta nhìn này. Nếu như một chiếc xe chạy nhiều, chọc nhiều, nó phải toe toét đi. Đúng không ạ? Điều hòa cơ rất là lành, rất là. Và cái xe van này điều hòa rất là tốt, bền mà nó mát sâu lắm các bác nhá. Hơn nữa đây là các bác nhìn củ số này. Đây, hộp số tự động. Lành lắm các bác ạ. Xe này thì chúng ta chạy nó kiểu như là, với cá nhân em là một người chạy xe nhiều ấy, thì em thấy nó như một chiếc xe, mình cảm tưởng như đi một chiếc xe đạp vậy ấy. Như mình đi một chiếc xe đạp, nó quá lành xe. Đó. Đây, đây là cái ghế này. À, cái ghế này thì chúng ta có thể tựa lên như thế này. Chúng ta, đây các bác đợi em xíu nhá. Tựa lên như thế này. Đây này, thì chúng ta sẽ dựa được. Chúng ta sẽ dựa được như nó ọt ẹt thôi. Gọi là chuẩn là mình làm chống đối mà mọi người. Đó. Đây, đằng sau thì là khoang chở đồ, lốp sơ cua. À, điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng xe van nó không có lốp sơ cua đâu các bác nhá. Không có đâu ạ, nên do vậy anh chủ nhân anh mua một bộ sơ cua của cái dòng xe 5 chỗ sang lắp sang đây. Cái bộ này trị giá cũng hơn triệu đồng đấy các bác. Hơn 1 triệu đấy. Cả lốp cả kích, ra em nghĩ vậy là rẻ. Vậy là rẻ. Đó, thực ra thì trẻ con nằm ở đây thì các bác biết rồi. Quá thoải mái, em 80 cân nhá. Em 80 cân cao 1m8 đây em nằm đây các bác xem này. Thoải mái luôn, nằm thoải mái luôn các bác ạ. 250 triệu các bác đừng vội chê đắt. Mà các bác hãy nghĩ rằng là giá trị nó mang lại cho mình liệu có ổn không, có tốt không. Và ngoài 250 triệu chúng ta mua con xe gì số tự động nhỏ nhỏ đô thị được mà lại còn chất thì đây. Xin thưa với các bác, Kia Morning 2015 quá mới, quá đẹp cho một chiếc xe. Yên tĩnh không các bác, hiện tại em đang ở trong khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Khu này là gần nhà em. Đấy, chim hót này, chim kêu rất là thích. Ở đây, đèn pha đây các bác nhé. Các bác hãy nhìn đèn pha này. Đèn pha là đèn pha zin nguyên bản theo xe. Đèn pha zin nguyên bản theo xe này. Nó sáng rực lên này. Nước sơn còn đều xe này. Đây, đèn pha đây. Đó, tay nắm cửa. Cái xe này ấy, tay nắm cửa nguyên bản nó chỉ là tay nắm cửa màu đen thôi. Cái tay nắm này. Thì anh chủ nhân anh về cũng phải sơn cái màu này là cho nó đẹp hơn, cho nó chắc chắn hơn, nhìn nó đều xe hơn mọi người nhá. Nói chung là xe nhỏ này cũng không có gì để nói nhiều. Em xin nhắc lại với các bác, em có chiếc van 2015 250 triệu các bác nhá. Bao ghế mới, bao dọn dẹp, với lại bao cho các bác là bộ vành đúc mới. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em số điện thoại em để phần mô tả nhá. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.